Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Thành lập năm 1927, Langdale Community College là trường cao đẳng đại học cộng đồng 2 năm thuộc hệ thống đào tạo của tiểu bang California. Trường được cơ quan có thẩm quyền tại khu vực WISC, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Tây chính thức công nhận. Langdale có chức năng cấp bằng cao đẳng về văn chương và khoa học song song với các chương trình ngắn hạn, cấp chứng chỉ dành cho học viên đã có tay nghề muốn nâng cao khả năng của mình. Langdale là một trong những nơi có tỷ lệ sinh viên học liên thông cao nhất trong hệ thống đại học cộng đồng của California. Nhiều sinh viên 2 năm đầu theo học chương trình cử nhân 2 năm tại trường và sau đó học liên thông lên đại học 4 năm. Hiện nay, con số sinh viên ghi danh là 15.000, trong đó có đến 500 sinh viên quốc tế đến từ 50 quốc gia. Chính sách tuyển sinh linh động, tư vấn và hỗ trợ chu đáo là một trong những đặc điểm của bộ phận phụ trách chương trình đào tạo sinh viên quốc tế. Trường luôn đón nhận hồ sơ xin nhập học từ khắp nơi trên thế giới và để tìm hiểu về các trường cũng như là các ngành học tại Mỹ. Về hồ sơ, thủ tục, chứng minh tài chính khi du học như thế nào, các bạn có thể liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để được nhận sự hỗ trợ tốt nhất qua hotline 0996277629 và 0166515771. Langdale Community College phục vụ cho thị trấn Langdale và khu vực lân cận từ năm 1927 đến nay, lần danh với chất lượng đào tạo tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của một thế giới không ngừng thay đổi. Với tư cách là một học viện được chính thức công nhận, trường triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn, hướng nghiệp và chuyên sâu. Trường có khoảng 75 chuyên ngành học thuật cấp độ cao đẳng, song song với các khóa đào tạo giáo dục đại cương rất đa dạng, tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp của cử nhân cao đẳng 2 năm và liên thông lên đại học dành cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng. Đặc điểm này giúp cho sinh viên quốc tế tiết kiệm được thời gian và tiền bạc khi học tại Mỹ. Sinh viên quốc tế ở Langdale có thể gặp riêng tư vấn của trường để lập kế hoạch học tập cụ thể, định hướng nghề nghiệp và ghi danh học tập trung. Sinh viên sẽ học tập trong điều kiện lớp học có số lượng sinh viên hạn chế, phù hợp với sở thích cá nhân, lịch học có cả ban ngày cũng như đêm, phương pháp đào tạo và cơ sở vật chất như là phòng lab, thiết bị, công nghệ hiện đại nhất. Yêu cầu đầu vào TOEFL 450, IELTS 4.5, nếu không có Anh văn sẽ tham gia IELTS tại trường. Sinh hoạt dành cho sinh viên quốc tế, trường có yêu cầu tất cả sinh viên quốc tế đến dự định hướng đặc biệt trước kỳ học mùa thu và mùa xuân. Sinh viên phải đến trường ít nhất 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu để được tư vấn, trắc nghiệm và lập kế hoạch học tập cụ thể. Sinh viên được hiệu trưởng, giảng viên, cán bộ, nhân viên tiếp nhận và đại diện bảo hiểm y tế tiếp đón. Sinh viên trong quá trình ghi danh sẽ được nhà trường hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết. Sinh viên sẽ được trao những lời giải thích cặn kẽ các quy định cũng như là thủ tục nhập cảnh. Sinh viên chưa có khả năng làm bài kiểm tra trước khi định hướng ngành học có thể được làm bài thi xếp lớp. Nhà trường sẽ cung cấp nhà ở ngoài trường nếu sinh viên muốn ở các căn hộ cao ốc chung với bạn cùng lớp hay là trọ tại gia đình của người dân địa phương. Sinh viên quốc tế tại trường trở thành một bộ phận năng động và gắn bó với tập thể nhà trường. Những địa chỉ đỏ về văn hóa và xã hội phải kể đến. Hiệp hội sinh viên quốc tế trực thuộc ban lãnh đạo sinh viên và tuần lễ quốc tế được tổ chức hàng năm vào mùa xuân. Có các hoạt động trình diễn thời trang, nhạc thế giới, triển lãm văn hóa, v.v. Văn phòng quốc tế còn quảng bá rộng rãi các chuyến tham quan dã ngoại đến các danh lam thắng cảnh quanh miền Nam của California. Khi cần được hỗ trợ về thủ tục hồ sơ, các nước, điều kiện nhập học của các trường, các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515771. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay, công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Lâm Mỹ Liên. Bạn vừa mới đậu visa du học Mỹ và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Chị xin chào Mỹ Liên. Dạ em chào chị. Mỹ Liên có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn rõ không? Dạ em tên là Lâm Mỹ Liên, em năm nay 18 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp phổ thông ở trường Trung học phổ thông Hiệp Bình của Phú Đức. Mình qua Mỹ thì mình dự định sẽ học ở trường nào và cũng cái chuyên ngành mà em chọn là gì?
Dạ, em sẽ học ở trường Portland Community College, chuyên ngành em chọn là nursing. Rồi mình giới thiệu sơ nét về trường mà mình sẽ chọn ở đây Mỹ đi. Dạ, trường của em là một trong những trường lớn nhất ở bang Oregon. Có trường có 4 campus, hàng năm thì có rất là nhiều bạn sinh viên quốc tế đến đây để theo học. Trường cũng được công nhận bởi hai tổ chức quốc tế là The Oregon State Branch of Nursing and Commission for Education Nursing. Cái ngành y tá mà em theo chọn, nó có phải là thế mạnh của trường này không? Dạ đúng rồi, trường hot nursing là một ngành hot nhất ở trường. Rồi mình chia sẻ một chút ít là tại sao mình lại chọn Mỹ để mình đi theo học ha? Dạ, tại vì Mỹ thì là một trong những nước có nền giáo dục hàng đầu. Thì đây là một cái cơ hội lớn để cho em mở rộng kiến thức và kinh nghiệm từ một quốc gia khác. Rồi trong cái quá trình mình tham gia phỏng vấn với lãnh sự ở Mỹ á, thì mình có cái cảm giác như thế nào cũng như có cái điều gì mình cần phải chia sẻ với tất cả các bạn hay không? Dạ, thì lúc đầu vô chờ đợi để lấy số thứ tự và đến lượt phỏng vấn thì em rất là run, cũng hồi hộp. Nhưng mà khi mà đến lại mình phỏng vấn với lại CEO thì mọi cái em mình cảm thấy là mình đỡ sợ hơn và mình tự tin. Bởi vì khi theo học ở Tân Đại Dương thì các anh chị cũng đã hướng dẫn và đã dọn cho em nhiều lần, cho nên em cảm thấy mình tự tin hơn với câu trả lời của mình. Rồi tại sao mình lại tìm tới Tân Đại Dương để chúng tôi hỗ trợ cho em trong quá trình xử lý hồ sơ? Dạ, tại vì em cũng đã tìm hiểu ở trên mạng để biết được các cái video clip về các bạn đi phỏng vấn, thì em thấy Tân Đại Dương được các bạn đánh giá rất là cao, nên em cũng liên hệ với dịch vụ để làm hồ sơ giúp cho em. Rồi em có cảm nhận như thế nào về Tân Đại Dương? Dạ, thì chị tư vấn đã tư vấn cho em. Tân Đại Dương thì thật sự là tuyệt vời. Em ở nhà thì rất là nhút nhát, nhưng khi đến đây thì các anh chị tận tình chỉ bảo và giúp cho em mọi thứ. Trên khi đi phỏng vấn thì em cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Em cảm ơn Tân Đại Dương. Chị cảm ơn Mỹ Liên là tới đây để có một cuộc trò chuyện ngắn với chị để chia sẻ những cái kinh nghiệm của em. Dạ. Và còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong quá trình xử lý hồ sơ du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.